Chào các bạn, hôm nay trong video này mình giới thiệu đến các bạn một cái shop đến từ hãng AR, có model là AR Status 25A. Đây là một cái shop có thiết kế khá là tương đối sang trọng và rất là đẹp, rất là gọn, với một cái loa bass phía trước bass 26 cm, thùng màu đen, rất là đen bóng, rất là đẹp. Phía trước là đen bóng, cái này là đen vân gỗ nha các bạn. Logo AR nằm phía trước, cái lưới thì mình đã tháo ra đây. Đây, cái lưới của nó đây. Loa rất là đẹp. Và sắp này rất là đẹp. Nó sở hữu loa bass 26 cm, bass lồng chảo cho âm trầm rất là tốt. Âm trầm thể hiện rất là khỏe, rất là uy lực, và đặc biệt nó cắt tầng rất là tốt. Cái tiếng hát gần như nó mất hết hẳn, chỉ là tiếng trầm và một ít tiếng trung thôi. Đây là phía sau của cái loa AR shop của chúng ta. AR Status 25A là model của nó. Các bạn có thể thấy đây. Đặc biệt con này nó sử dụng được hai dòng điện, cái chế độ 115 và 230. 115 là hàng Mỹ này, xài cho điện Mỹ này. Nếu như chúng ta xài ở nhà mà nó có sẵn những cái đồ điện 220 thì chúng ta nên gạt lên 220. Chúng ta chơi cho nó khỏi sợ nhầm. Cũng giống như nhiều cái shop khác thì con này nó vẫn có cái đầu vào dành cho các âm ly, không có cái cổng subwoofer bằng cổng bông sen. Chúng ta có thể vào bằng đường dây loa. Thì nếu vào bằng đường dây loa này thì bắt buộc âm ly, nhiều âm ly chúng ta phải có AB. Là A thì chúng ta ra loa và B ra sub. Nhưng mà cái này thì nó lại có thêm cái cổng ra loa nữa. Có nghĩa là nếu như âm ly chúng ta có một đường ra loa thôi thì chúng ta có thể chọn cái đường vào này và cái đường ra này, chúng ta để ra lại loa. Nó rất là biết có cách để chiều lòng người dùng. Còn âm ly chúng ta có cổng sắp, mà cổng này thì chúng ta nên chơi cổng này, nó vừa đơn giản nhưng mà nó vừa lại âm thanh nó lại tốt hơn. Auto cái chế độ này, chế độ nguồn bật lên tắt, file, cái này crossover để chúng ta cắt cái tầng, cắt cái tiếng hát, volume để tình lệnh chỉnh lớn nhỏ. Công suất của nó là 115W nha các bạn, khá là đủ trong những căn phòng từ 50 đến 70 mét vuông. Hai lỗ thông hơi. Ok, bây giờ mình sẽ test nhạc sàn để cho các bạn nghe thử. Ok, bây giờ mình sẽ test một cái đoạn nhạc mạnh để các bạn nghe cái sắp này nó thể hiện thế nào nhé. Bao cơn sóng khi người xuống xa, mình sẽ gặp luôn.
Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.